total $10 for shit. Moet ook bij de zijkant, Karin. Maak hem ietsjes blauwer, net als jouw luchtje. Kijken of het licht genoeg is. Misschien hoor, kijk, er zit hier net zo'n licht streepje in. Zie je dat? Ja. Oh, dit is het. Het is hem. Ja. Zie je hem? Ja. Dus dit kleurtje voor de lichtval. Ja. Maar eerst even al die zwarte bolletjes maken. Goed? Ja. En deze heb ik dus gemaakt met rood. Ik zou hem normaal met roze hebben gedaan, maar nu even met rood, donkerblauw en wit. Ja. Yes? En geen groen gebruiken. Dan vloeit die lekker dan verf. Ja? Nou, staat die er ook aan? Ja. Ja. Ik denk dat dat hem is. Ik denk het ook. Oh, wat leuk. Die sprieten ook in de voorgrond. Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Ánh Nguyệt xin mời các bạn cùng vào bếp nấu cơm gạo lứt với mình nè. Với lại làm cái món là đùi gà rim với sả ớt. Đúng ra là mình chỉ định làm cái gà rim sả ớt thôi, làm cái video đó thôi. Nhưng mà mình nhận rất được nhiều câu hỏi là cái cách nấu gạo lứt các bạn, nấu cơm gạo lứt. Thì hôm nay cũng là ngày mình nấu cơm gạo lứt nè, mình chia sẻ luôn nha. Cơm gạo lứt thì mình có nấu khoảng hai loại. Một loại là mình sẽ làm cho cái gạo lứt đó nó nảy mầm. Nó nảy mầm rồi mình mới nấu. Và có khi thì mình nấu liền các bạn, nếu không có thời gian thì nấu liền. Thì ngày hôm nay mình sẽ nấu cái kiểu như vậy nha các bạn nha. Đây các bạn. Rồi. Xin mời các bạn cùng vào bếp làm món gà rim sả ớt và nấu cơm gạo lứt với mình nha. Thì đây nè các bạn, mình để sẵn đây ha. Cơm gạo lứt á, mình có khi mình mua gạo lứt màu đen, có khi mình mua gạo lứt màu nâu, có khi mình mua gạo lứt màu đỏ các bạn. Hôm nay mình có gạo lứt đỏ nha, mình chia sẻ nha. Bây giờ mình lấy một chén gạo lứt như vậy. Mình bỏ vô trong nồi nè mấy bạn. Một chén gạo lứt bỏ vô trong nồi và đi rửa cho sạch. Mình vo hai nước xong rồi đó mấy bạn. Là mình trút ra kìa, mình để ráo ha. Rồi, mình cho vô lại trong nồi nè. Mình làm như vậy để mình biết cái lượng nước đó mấy bạn. Mình vừa mới vo hai nước xong mình để cho ráo rồi mình cho dậy lại vô trong nồi ha mấy bạn ha. Mình lấy cái chén á, hồi nãy mình đong gạo lứt á mấy bạn. Một chén gạo lứt là ba chén nước mấy bạn. Và như vậy là mình chỉ bắt lên mình nấu thôi mấy bạn. Cái này là mình tới giờ ăn thì mình nấu như vậy. Nếu như các bạn mà tính trước chiều nay ăn mà muốn ăn cơm gạo lứt thì nên buổi sáng, nên vo sẵn và ngâm tới chiều nấu thì gạo lứt nó sẽ ngon hơn nữa đó mấy bạn. Bây giờ tới giờ ăn rồi mình cũng nấu luôn. Một chén gạo lứt và ba chén nước các bạn. Mình cho gạo lứt vô rồi ha mấy bạn ha. Bây giờ nếu các bạn có cái nồi mà loại là có thể chọn được nhiều loại gạo á, giống như ở đây nè, nấu gạo lứt nè, gạo nâu nè,
Thì mình chọn cái menu này ha, mình chọn cái nấu gạo nâu và mình bấm thôi. Trường hợp mà không có cái nồi như vậy á, thì mấy bạn nấu bình thường vẫn được. Cứ một chén gạo lứt là ba chén nước các bạn ơi. Và trong lúc chờ cơm gạo lứt chín đó các bạn, bây giờ mình sẽ đi làm cái món gà. Cái này là hộp này, mình mua là hộp này 1 ký nha mấy bạn nha. Và để đỡ mất thời gian của các bạn á, thì mình đã làm sẵn nè, sả, ớt và tỏi. Sả đó mình muốn xay cũng được, muốn bằm cũng được, muốn sắc cũng được. Đây là mình mới sắc nha các bạn. Tỏi mình cũng mới bằm bằng tay. Và ớt đây. Bây giờ đi rửa gà nha các bạn nha. Trước tiên mình rửa gà xong rồi đó các bạn, mình sẽ trụng gà các bạn ơi. À, mình làm như vậy là vừa cái gà nó vừa sạch nè, và nó cũng chín một phần rồi. Để tí xíu mình ram cái gà đó, cái gà nó mau chín, nó mau chín mà nó không bị cháy các bạn, ngon hơn. Mà cái gà nó vẫn giữ được cái chất mềm mại của con gà, cái giống như nó không bị khô đó các bạn. Giờ mình trụng gà nha. Giờ nước sôi nè mấy bạn. Nếu có nhà có gừng á, gừng, tỏi, hành rồi vậy mấy bạn thả vô nha. Thả vô để trụng trụng gà cho nó ngon. Mình có sắc ít tép gừng nè. Rồi cái sả, cái tỏi hồi nãy á, mình định làm gà đó, mình cứ thảy vô một thứ một chút vậy để cho nó thơm cái nước. Và các bạn bỏ muối nhiều vô ha. Rồi bây giờ mình trụng gà nha các bạn nha. Mình bỏ gà vô mình trụng. Trong đây là mình có bỏ muối nha các bạn ha. Không cần ướp trước gì đâu, mình chỉ luộc vài xôi, luộc sơ vậy thôi, trụng sơ với muối nè. Khi mà nó sôi lên lại là mình rút ra liền, mình cũng không cần luộc lâu các bạn. Thấy được rồi đó. Giờ tắt bếp nè, giờ mình đi xả lại. Rồi bây giờ mình sẽ xả nó đi. Rồi mình để ráo ha mấy bạn ha. Và khi thịt gà nó ráo rồi đó các bạn, các bạn cho một muỗng muối vô để mình ướp nha các bạn nha. Xóc nó lên như nè. Rồi coi như cái phần gà này mình có ướp chút muối vô ha. Mặn lạc gì thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ pha cái nước sốt nha các bạn nha. Chén nước sốt này á, bây giờ mình cho một muỗng dầu hào nè mấy bạn. Nước mắm, mình sẽ cho mỗi thứ một muỗng đó các bạn. Cái này mình nhắm nhắm thôi chứ không cần chính xác, tự mặn ngọt là tùy theo gia đình nha. Mình một phần nước mắm, một phần xì dầu với một phần dầu hào. Với lại mình cho thêm cái nước màu mà kho cá thịt đó các bạn. Cái nước màu này là mình đã thắng nè, mình để dành kho cá, kho thịt đó mấy bạn. Đó, mình cũng cho khoảng một muỗng canh cái nước màu đó. Và mình cho đường. Mình cho một muỗng rưỡi đường thôi, tức là khoảng 15 gram đường. Rồi giờ mình cho chút nước vô các bạn. Và cho tiêu vô. Không cần cho nhiều lắm, tự vì trong đây nó là sả ớt nha các bạn. Nhưng mà có tiêu vô thì nó thơm cái mùi tiêu, cũng ngon. Rồi đây, mình pha sẵn chén nước sốt. Rồi bây giờ mình bắt đầu ram thịt ha mấy bạn ha. Mình cho dầu vô chảo ha.
dầu nóng rồi các bạn, mình cho xả vô. Rồi mình cho tỏi vô luôn. Mình nhà mình không có ăn cay lắm cho nên bây giờ mình chỉ cho vài lát ớt thôi nha. Rồi khi tỏi với xả nó hơi vàng rồi các bạn là tắt bếp đi. Tắt bếp để cho nó từ từ nó vàng lại. Nó vàng nè. Khi mà tỏi với xả nó vàng rồi các bạn là mình vớt ra bỏ vô lại cái dĩa vậy. Và cái dầu còn lại nơi chảo á các bạn. Cái dầu này là nãy giờ mình phi xả nè, tỏi với ớt đó. Bây giờ mình sẽ đem chiên gà. Cái gà này là mình có ướp muối rồi nha các bạn nha. Cứ bật lửa lớn nha mấy bạn, không sợ cháy là tại vì mình đã luộc sơ rồi, nó cũng chín một phần rồi. Mình rưới thêm ít dầu nữa mấy bạn. Ít quá nó cũng không ngon. Vậy khi mà mình chiên nó đã vàng mặt như vậy rồi nè bạn, giờ mình sẽ quậy cái nước sốt mình bỏ vô. Mình tráng tráng một chút nước rồi mình bỏ vô. Rồi, lúc này á là mình bỏ xả ớt vô luôn mấy bạn. Tự vì hồi nãy á, trong lúc mình chiên thịt á, mình sợ nó cháy xả ớt, cho nên mình vớt ra, bây giờ mình bỏ vô luôn nè. Ngon lắm, cái xả ớt này thơm ghê. Đứng đây mà nghe thơm, đói bụng luôn. Mình làm một chảo như vậy là hai má con mình ăn hai bữa được đó mấy bạn. Ngày mai mình đi làm. Cho nên là mình cứ khi nào mà mình được vậy á, thì mình làm sẵn. Có món nào mà làm được ăn hai bữa thì mình làm sẵn luôn. Mấy món này làm ít thì nó không được. Làm ít thì cũng chảo lửa đồ mất công rửa nồi rửa chén quá. Cho nên mình làm luôn một bát như vậy là một ký á. Mình chỉ lấy ra hai phần cho Isa. Còn nhiều là hai má con mình ăn đi. Các bạn cứ nêm nếm cho vừa miệng mình nha. Mỗi nhà là cái khẩu vị nó mỗi khác. Có người thích ăn mặn, có người thích ăn lạt. Cứ nêm nếm cho nó vừa khẩu vị thôi. Rồi, mình đậy nắp lại, mình rim một chút ha. Trong lúc rim á mấy bạn, thỉnh thoảng mình mở nắp rồi mình tưới nước như vậy nè. Hoặc là mình trở mặt miếng gà chút nha mấy bạn nha. Bắt đầu nó lên cái màu đẹp rồi đó. Nhưng mà mình muốn rim cho nó kỹ kỹ chút cho nó ngon. Trong cái lúc mình rim thịt thì mình có thể đi rửa dọn được á các bạn. Cái gà bên đây nó lọc cái đùi vậy nè. Nó lọc cái da gần hết luôn các bạn. Cho nên mình nhìn á, mình nhìn không thấy phần da mấy. Nó cũng bớt sự hấp dẫn ha mấy bạn ha. Mà không sao, con mình nó lại thích như vậy. Con nít bên đây nó lại thích đừng có da nhiều quá. Nếu có da thì phải chiên giòn thịt giòn á. Mấy cái món như gà chiên giòn rồi vậy là nó thích. Còn gà rim, gà luộc rồi vậy là nó không ăn da đâu. Vậy là xong rồi nè các bạn nè. Mình có thể tưới nước lên hoặc mình lật mấy miếng gà lại.
mình nấu một chảo như vậy là hai má con mình ăn tới 2 ngày lần đó các bạn. Rồi xong xuôi hết rồi thì mình chỉ việc là mình bỏ hành lá vô mấy bạn. Hành lá rồi với ớt nè, ớt nãy mình cũng có sắc sẵn nè, bỏ vô luôn. Và mình đã xong một cái món gà rim sả ớt rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thích video này của mình, xin cho mình một like nha, để mình có động lực mình làm tiếp video nha các bạn. Đây các bạn, đây là cơm gạo lứt mình mới nấu xong đây nè. Nếu mà nấu một phần gạo lứt, ba phần nước thì cái hộp cơm nó sẽ nở ra như vậy nè các bạn. Các bạn nhìn ha. Thì nếu ai chưa quen ăn gạo lứt á, thì sẽ ăn như vậy thì thấy mềm mại hơn nè. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ múc cơm ra nha. Cái rau này á là mình không có trộn nữa. Mình lấy cái nước này nè, mình chan vô thôi, rồi tí xíu mình thích thì mình vắt miếng chanh vô, giống như mình trộn salad vậy mấy bạn. Đó, mình chan vô vậy nè. Rồi. Mình thì không có ăn được nhiều thịt, mình ăn một miếng à. Mình ít ăn thịt lắm. Mình thật sự mình ăn cơm gạo lứt với rau nhiều hơn. Mỗi lần mà trời đẹp á các bạn là ngồi ngoài vườn ăn mấy bạn. Chứ ở Hà Lan mấy bạn biết không? Ở Hà Lan á, mà những ngày mà thời tiết để cho mình có thể ngồi ngoài vườn được á, nó hiếm lắm. Cho nên mỗi lần mà trời mà có thể ngồi ngoài vườn được là hai má con mình nó nấu cơm cái hai người hai dĩa vậy là đem ra ngoài vườn ngồi ăn. Con mình nó ngồi góc đằng kia. Mình lựa cái góc này nè. Cho có bông đẹp, cho có bông đẹp. Cho các bạn ngắm. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại video sau nha các bạn.